Có lẽ giờ đây, giữa cái bộn bề của công việc và cuộc sống, chuyện cơm áo gạo tiền, cũng không còn nhiều người biết hay còn nhớ rõ ràng đến căn nhà số 48 phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. Người ta không biết rằng trên cái mảnh đất này, vào ngày 19 tháng 7 năm 1999, đã xảy ra một vụ sát hại dã man chưa từng thấy trong lịch sử đấu tranh chống tội phạm ở thành phố Hà Nội. Và cũng chưa có một vụ án nào mà Công an Hà Nội cùng với Công an Nam Định, Hà Nam, Tuyên Quang, Hà Tây cũ đã phải dốc toàn lực truy lùng tội phạm đến như thế. Cho đến tận bây giờ, mặc dù đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng mỗi lần đi ngang qua phố Tây Sơn đến đoạn nhà 48, như một phản xạ có điều kiện, tôi vẫn cứ ngoảnh mặt lại nhìn vào ngôi nhà đấy. Thời gian trôi qua cũng đã lâu và cũng đã có thay đổi chủ nhiều. Hãy cùng Độc Thám TV đi vào vụ án này, nhưng theo một cách khác so với thường lệ. Người biến thành sói. Đêm mất ngủ. Đêm ngày 17 tháng 7 năm 1999, tại một chiếu bạc ở thị trấn Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, gã mệt mỏi đứng dậy sau khi đã vét đến đồng tiền cuối cùng rồi lảo đảo ra về. Chủ sới bạc chạy theo rúi cho gã 10.000 đồng và bảo: "Này, cầm lấy mà đi xe ôm. Mày nhớ từ giờ đến cuối tuần phải trả anh số tiền vay đấy nhé." Gã hỏi lại như một kẻ ngủ mê: "Em vay anh bao nhiêu rồi nhỉ?" Gã chủ sới bạc cười nhăn nhở mà trả lời: "Có mấy đâu, hơn 20 triệu thôi." Nghe con số hơn 20 triệu đồng, gã giật bắn người, bởi con số đó thật là khủng khiếp. Về đến nhà, cả đêm gã trằn trọc không ngủ được vì không biết rằng sẽ kiếm đâu ra số tiền ấy bây giờ. Gã sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng đông con, nhà có 9 anh em. Gã là thứ tư và được coi là đẹp trai nhất nhà. Mà cũng chính vì cái sự đẹp trai cho nên tuổi trẻ của gã cũng đã vương vấn mối tình với nhiều cô gái. Gã lấy vợ khá sớm, năm 21 tuổi, và cũng đã có với nhau 3 mặt con. Vợ gã là một người làm ăn chăm chỉ, chân chính và cam chịu. Gã đã trải qua nhiều nghề từ đào đải vàng, công nhân, rồi cũng có một thời gã buôn vàng cốm. Gã mua vàng cốm ở các lò đào đải vàng ở Tuyên Quang rồi mang lên Hà Nội bán cho các hiệu vàng. Buôn vàng cốm thì cũng có lãi, nhưng khốn khổ cho cái cuộc đời của gã. Được đồng nào gã nướng sạch vào chiếu bạc hết đồng ấy. Không chỉ nổi danh là một con bạc luôn khát nước ở cái đất Chiêm Hóa, gã còn về tận Nam Định, Hà Nam để đánh bạc. Nhưng không chỉ cờ bạc, gã lại còn dính vào hút sạch nữa. Cho nên bao nhiêu của nả tích cóp được đều lần lượt đội nón ra đi. Ngôi nhà của gã cũng nằm cạnh bờ sông Lô, tuy đất rộng, nhà to nhưng cũng rất xoành xoàng. Người ta bảo nếu như gã không nghiện ngập cờ bạc thì đã trở thành một vị đại gia có máu mặt ở cái thị trấn Chiêm Hóa này rồi. Năm 1999, gã 39 tuổi nhưng cũng đã kịp ghi vào lý lịch của mình một tiền án về tội đánh bạc và một tiền sự về tội nghiện hút. Đêm ấy nằm nghĩ mãi, không biết làm thế nào để kiếm ra được đồng tiền. Bỗng dưng, gã nghĩ đến một gia đình. Đó là ông Phạm Công Sinh, chủ hiệu vàng Kim Sinh ở số 48 phố Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Sở dĩ gã nhớ đến nhà ông Sinh là bởi vì trước đây, trong thời kỳ buôn bán vàng cốm, gã đã nhiều lần mang vàng đến đây bán và được ông bà Sinh cho ngủ qua đêm tại nhà. Nhà ông Sinh thì gã biết quá rõ. Ngoài ông bà ra thì còn có một người phục vụ tên là Lục Thị Nghĩa, quê ở Thanh Hóa, hàng ngày đến giúp việc theo giờ. Thật ra thì chị Nghĩa không phải là giúp việc cho nhà ông Sinh mà là giúp việc cho nhà anh Phạm Công Tấn, con trai của ông Sinh ở số nhà 68 cùng phố. Ông bà Sinh đều đến tuổi đã ngoài 70, là người hiền lành, sống nhân đức, được bà con quý mến. Vậy mà chẳng hiểu sao có được 3 người con thì có tới 2 người lại bị bệnh tâm thần. Một người tên là Tảo và một người tên là Thức. Tảo thì bị tâm thần nặng, gần như là không biết gì, suốt ngày chỉ có ngồi cười ngây ngô. Còn Thức thì bị tâm thần nhưng mà nhẹ hơn. Cả hai đều phải dùng thuốc ngủ thường xuyên, vì nếu như thiếu thuốc họ tuyệt đối không ngủ được. Nghĩ đến nhà ông Sinh, gã bỗng nảy ra một ý định phải về đó để kiếm tiền. Và ngay đêm hôm ấy, gã gần như thức trắng đêm để vạch ra kế hoạch. Thế là vào sáng hôm sau, 7 giờ sáng,
ngày 18 tháng 7, gã đi ô tô khách xuống Hà Nội. Thấy chồng sắp xếp quần áo, vợ gã mới hỏi: "Mình đi đâu đấy?" Gã chỉ nói gọn lọn rằng: "Tôi đi xuống Nam Định có việc." Biết tính chồng, chị Định, vợ của gã, cũng chẳng hỏi thêm làm gì. Tiếp đón. Khi đi Hà Nội, gã đem theo một cái cặp, trong đó có một áo mưa, một quần dài, 3 chiếc áo và 700 ngàn. Đến khoảng nửa buổi chiều thì xe về đến bến xe Kim Mã, Hà Nội. Gã xuống thuê xe ôm đi ra chợ Hôm, Đức Viên. Gã đã vào một cửa hàng bán dao Quốc Xẻng tại kiosk số 15 ở chợ Hôm để mua một con dao nhọn loại dao Thái Lan 25.000 đồng bỏ vào chiếc cặp mang theo. Rồi sau đó, gã thuê xe ôm đi tới ngã tư ô chợ Dừa. Đến ngã tư, gã xuống xe, lững thững đi vào một quán phở và gọi ra một bát phở bò chín. Ăn xong, gã đi đến một quán nước chè đối diện với nhà ông Sinh. Gã ngồi uống nước chè và hút thuốc lào vặt chờ đến trời tối. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy hiệu vàng Kim Sinh đã nghỉ bán hàng, gã lững thững đi vào nhà ông Sinh. Ông Sinh lúc này đang ngồi một mình ở ngoài cửa nhà. Gã đến và chào ông. Nhận ra người quen, ông Sinh mới hỏi: "Ờ thằng cháu, sao lâu lắm không thấy mày xuống?" Gã bảo: "Vâng, cháu có việc đi Nam Định nên tranh thủ rẽ qua đây thăm hai bác." Ông Sinh vồn vã mời gã vào nhà. Bà vợ ông Sinh tên là Tịch, thấy gã thì cũng xuống tiếp đón niềm nở và hỏi chuyện làm ăn. Chuyện trò được một hồi, ông Sinh hỏi: "Này, thế tối nay cháu ngủ ở đâu?" Gã nói: "Cháu cũng chưa biết ngủ ở đâu bác ạ. Nhưng mà mai cháu về quê rồi, thôi hay là hai bác cho cháu ngủ lại đây nhé." Ông Sinh gật đầu: "Được thôi, thế thì tối nay mày ngủ với thằng Thức." Đến hơn 21 giờ, Phạm Ngọc Toản, cháu nội của ông Sinh đến chơi. Toản đứng cạnh gã, gã lấy thuốc lá ra mời anh Toản, nhưng Toản không hút. Và Toản đi ra ngoài cửa rồi hỏi: "Ai ở trong nhà đấy ông?" Ông Sinh nói: "Ôi, nó là bạn của thằng Thức đấy." Khoảng gần 22 giờ thì chị Lục Thị Nghĩa và anh Toản đi ra khỏi nhà. Ông Sinh ra kéo cửa sắt và khóa cửa nhà lại, rồi đi lấy thuốc ngủ cho hai người con bị bệnh tâm thần của mình là Thức và Tảo uống. Hôm đó, gã nằm ở một chiếc giường con cùng phòng với Thức và xem tivi. Được một lúc, bà vợ ông Sinh là bà Tịch mang thuốc ngủ vào cho Thức và Tảo uống. Bà bảo với gã: "Thôi, anh ngủ sớm đi để mai còn về. Với lại để cho thằng Thức nó còn ngủ, chứ có tiếng tivi nó không ngủ được đâu." Mặc dù hôm đó đi đường rất mệt, nhưng lúc này thần kinh của gã căng lên như dây đàn. Gã không thể nào chợp mắt được dù chỉ là một giây. Gã nằm bên cạnh anh Thức và lắng nghe từng nhịp thở của anh. Và cứ 15 phút, gã lại nghe tiếng chuông đồng hồ quả lắc gõ thánh thót. Gã đếm từng lần chuông và đến khoảng 3 giờ sáng ngày 19 thì gã ngồi dậy. Hóa sói. Gã lén lén đi ra ngoài quan sát, thấy mọi người trong nhà ông Sinh đã ngủ say. Gã nhẹ nhàng mở chiếc cặp đèn, lấy con dao Thái Lan ra, rồi rón rén đến giường anh Thức đang nằm ngủ. Tay trái hắn bịt chặt mồm anh Thức, chân phải đè lên bụng anh Thức, đồng thời tay phải cầm lấy con dao, hắn miết một đường rất mạnh ngang cổ anh Thức. Nhát dao hiểm ác này đã cắt đứt thực quản, khí quản và bó mạch cảnh bên trái. Anh Thức giãy chết, đập chân xuống giường, các tia máu từ vết cắt phun ra. Gã liền vồ lấy chiếc vỏ chăn hoa ở bên cạnh chùm lên mặt anh để thấm máu. Chỉ một phút sau là anh Thức không còn động cựa nữa. Ông Sinh nghe tiếng động do anh Thức đập chân xuống giường nên đã thức dậy đi đến phòng, đứng ngoài cửa mà hỏi: "Cái gì đấy mà đập mạnh thế?" Gã nói với ông: "Ôi bác ơi, thằng Thức nó ngủ mê. Khiếp, thằng mê nói linh tinh quá." Ông Sinh nhìn vào trong giường, nhưng do điện tắt mà mắt ông lại kém nên ông chẳng thấy điều gì. Ông đi tiếp vào gian phòng thứ 3 tiếp giáp với khu bếp và nhà vệ sinh, đến giường anh Tảo đang nằm ngủ. Ông bật điện lên, thấy anh Tảo đang nằm ngủ ngon lành thì ông đi ra. Thấy ánh điện từ gian phòng anh Tảo hắt ra, gã sợ ông Sinh phát hiện cho nên chờ ông đi đến sát giường anh Thức thì gã bất ngờ nhảy ra, tay phải cầm con dao nhọn đâm một nhát vào người ông Sinh nhưng bị trượt. Ông Sinh lúc này dùng tay giằng lấy con dao,
tay ông cầm phần thân và lưỡi dao giằng cò với gã. Ông Sinh kêu lên: "Ôi giời ơi, nó giết tôi!" Rồi đi giật lùi về phía sau bếp và nhà vệ sinh. Lúc này gã như một con sói, gã xông tới áp sát vào người ông Sinh, đâm và chém liên tiếp vào người ông. Trong khi gã đang vật lộn với ông Sinh thì bà Tịch cũng tỉnh dậy, xông ra giằng cò với gã. Do đã bị thương nặng, ông Sinh ngã gục ngay xuống trước cửa khu bếp và nhà vệ sinh, còn bà Tịch thì túm được tay dao của gã và giằng được ra. Nhưng do bị mất đà nên bà đã ngã xuống sấp nền cửa. Gã đã dùng đầu gối trái tì lên lưng của bà Tịch, dùng tay phải gỡ lấy con dao từ tay của bà Tịch rồi cầm con dao đứng dậy. Gã thấy bà ngồi dậy, gã vằn mắt lên, dùng chân đạp vào mặt bà Tịch làm cho bà ngã ngửa, rồi hệt như động tác đã làm với Thức, gã giết bà Tịch ngay. Lúc này, khi thấy bà Tịch nằm yên không còn động cựa nữa thì gã mới phát hiện ra bàn tay của gã đã bị chảy máu. Hóa ra là trong cái lúc giằng co với bà Tịch, gã đã nắm phải lưỡi dao, cho nên phần gam bàn tay trái giữa ngón cái và ngón trỏ bị rách. Nghe thấy tiếng động mạnh, anh Tảo đã thức dậy và nhìn thấy cái cảnh gã đâm chém bố mẹ mình. Nhưng vốn là một người bị tâm thần nặng nên anh vẫn ngồi trên giường miệng lẩm nhẩm: "Đâm chết chúng nó đi, đâm chết chúng nó đi." Gã thừa biết anh Tảo là cái người vô hại, cho nên gã đã không giết anh Tảo ngay mà lại đi lục soát tìm chìa khóa nhà. Tìm được chìa khóa cửa ra vào gồm hai chìa, một chiếc để trong ngăn kéo ở tủ đứng kê ở chỗ sập vụ, gã đã cất chìa khóa vào túi quần đùi đang mặc trên người rồi tiếp tục đi tìm chìa khóa két sắt. Khi tìm thấy chùm chìa khóa của hai két sắt treo ở mắc áo trong gian phòng thứ hai, gã quay vào phòng anh Tảo thì lại không thấy anh Tảo đâu. Gã gọi anh Tảo. Nghe thấy tiếng gọi, anh Tảo từ trên gác xếp đi xuống, nói lẩm bẩm: "Tao vừa trốn." Gã chỉ vào xác ông Sinh và bà Tịch mà nói với Tảo: "Mày ngồi đây trông bọn này rồi tao cho tiền." Thế rồi anh Tảo đờ đẫn nhìn rồi gật đầu. Sau đó gã đi ra mở hai két sắt để ở ra nhà ngoài, nhưng không mở được vì cả hai két sắt còn có khóa số. Gã để nguyên chìa khóa ở ổ khóa bên trái, rồi lấy kéo sắt ở bàn dụng cụ làm vàng, cậy phá tủ kính trưng bày vàng ở ngăn phía trên. Rồi gã vơ vét tất cả vàng, nhẫn, dây chuyền, hoa tai, vòng đeo tay và các loại lắc. Sau đó gã tiếp tục lục soát ở các ngăn bên dưới tủ trưng bày vàng Tây, vàng ta kề sát với cửa bên ngoài nhưng không thấy gì. Gã lại đi lục soát tất cả các tủ khác. Khi thấy một chiếc hòm sắt nhỏ có khóa, gã đã dùng búa đinh, kéo sắt đập phá hòm sắt để xem bên trong đựng gì. Hóa ra bên trong đó đựng đồ trang sức của bà Tịch. Gã đã lấy được một dây chuyền, một lắc đeo tay bằng vàng ta nặng khoảng một lượng, một sợi dây chuyền khoảng hơn hai lượng, rồi đến hoa tai, nhẫn, mặt đá và cả một chiếc đồng hồ Seiko. Toàn bộ số vàng lấy được gã đã cho vào chiếc cặp đem theo, còn chiếc hòm sắt, chiếc búa đinh và chiếc kéo thì hắn lại để ở gian phòng thứ hai. Sau khi đã cướp được số tài sản, gã cầm dao nhọn, đó vẫn là con dao đã giết hại ba người, đến chỗ anh Tảo đang ngồi trên giường. Thấy gã cầm dao, anh Tảo hoảng sợ, hai tay ôm lấy đầu. Gã đứng phía sau đâm một nhát vào hõm vai bên phải, rồi sau đó gã lại điên cuồng tiếp tám nhát nữa vào má, vào tai, vào gáy, vào cổ của anh Tảo. Khi anh Tảo bị đâm nhát dao thứ nhất thì anh ngẩng đầu lên mà nói: "Tôi vẫn trông cho anh đấy chứ." Rồi gục xuống giường chết ngay tại chỗ. Giết anh Tảo xong, gã cầm dao đi vào nhà vệ sinh rửa máu dính ở con dao và vứt dao vào trong chiếc xô nhựa màu đỏ để trong nhà tắm. Sau đó gã bình thản tắm rửa, giặt chiếc quần đùi đen có dính máu xong lại mặc tiếp. Gã đã mang tất cả mọi thứ để vào gian phòng, rồi mặc quần áo dài, xách cặp đi ra cửa, dùng cái chìa khóa cửa sắt mà gã lấy được từ trước trong túi quần đùi gã mặc trên người. Gã mở hai chiếc khóa rồi đi ra ngoài, dùng dây xích vòng hai cánh cửa bên trong lại và khép lại. Rồi gã đi bộ đến cổng bệnh viện Đống Đa. Lúc này là khoảng 5 giờ sáng. Thấy một người xe ôm đang đứng chờ khách trong cơn ngái ngủ, gã bảo ông chở ra bến xe phía Nam. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hành trình của gã rồi sẽ thế nào? Suy nghĩ, tư duy và tâm lý của gã sau khi thực hiện thảm án là gì? Và lưới trời sẽ sập xuống chứ? Theo dõi phần 2 Tiệm Vàng Kim Sinh trên Độc Thám TV. Internet Độc Thám TV.
hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những uẩn khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV. Cơ quan chức năng phát hiện vụ việc như thế nào? Nhận định gì? Bắt đầu giải bài toán ra sao? Hãy cùng Độc Thám TV đi vào vụ án này, nhưng theo một cách khác so với thường lệ. Tìm hàng sói. Báo án. Sáng ngày 19, tôi đến cơ quan khi vừa họp giao ban xong thì thấy có điện của một chiến hữu ở phòng cảnh sát hình sự. Với giọng gấp gáp, anh cho tôi biết có vụ trọng án rất nghiêm trọng ở hiệu vàng Kim Sinh, số 48 phố Tây Sơn. Thông tin chỉ có vậy, tôi lập tức gọi điện cho Thượng tá Nguyễn Đức Nhanh, Phó Giám đốc Công an thành phố. Anh nói gọn lọt: "Mày đến ngay đấy đi, anh cũng đang đến." Sở dĩ anh Nhanh hay gọi tôi là mày và xưng tao hoặc là anh, bởi vì trong những năm chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, tôi sơ tán về quê ở gần Chùa Hương và học cùng trường làng với anh. Và có lẽ mãi về sau này, khi đã trưởng thành, trong trí nhớ của anh thì tôi vẫn chỉ là một thằng bé chuyên câu trộm cá ở ao nhà anh, cho nên anh vẫn xưng hô như ngày xưa. Khi tôi đến thì thấy các đồng chí công an đứng vòng trong, vòng ngoài, và ở bên trong, các sĩ quan của phòng khoa học kỹ thuật hình sự bắt đầu công tác khám nghiệm. Anh em không cho tôi vào. Đúng lúc đó, Thượng tá Nhanh tới và nói với anh em cho tôi vào chụp mấy kiểu ảnh. Qua gian phòng ngoài đến phòng trong, ở bếp, thì tự nhiên chân tay tôi bủn rủn khi nhìn thấy những thi thể nằm dưới sàn nhà, và nói hơi ngoa thì đúng là máu ngập tới mắt cá chân. Nhìn cái cảnh tượng hãi hùng ấy, tôi không đủ can đảm bấm nhiều ảnh mà chỉ chụp độc có một kiểu. Khi ra ngoài, tôi hỏi Trung tá Phạm Công Long, trưởng công an quận Đống Đa về vụ án. Trung tá Long cho biết chưa xác định được manh mối gì. Tôi trở về cơ quan và suốt ngày cứ ám ảnh cảnh tượng hãi hùng ở trong căn nhà đó. Chiều tối, tôi đang đi đánh bóng bàn ở báo Công an Nhân dân số 66 Thợ Nhuộm, chợt nhớ lại vụ án buổi sáng. Tôi gọi điện cho Thượng tá Nhanh hỏi: "Anh ơi, tình hình vụ án đã phát hiện ra hung thủ chưa anh?" Thượng tá Nhanh nói: "Tao nói điều này mày phải thật sự giữ bí mật nhé. Ông chuyên mà biết thì chết tất đấy." "Dạ, vâng ạ." Rồi anh Nhanh bảo: "Xác định được đối tượng rồi, nhưng bây giờ tao chưa thể nói được. Bây giờ mày qua 55 Lý Thường Kiệt hỏi Hùng Xịt. Nếu như Hùng Xịt cho mày đi thì tốt, nhưng đừng có nói là tao cho mày biết đấy." Tất cả thông tin chỉ có thế. Và tôi lững thững đi sang 55 Lý Thường Kiệt và thấy Phó Phòng Cảnh sát Điều tra Đỗ Văn Hùng, người có biệt danh Hùng Xịt, và Đại úy Nguyễn Đức Trung, đội trưởng đội điều tra trọng án, và một số anh em nữa đang đứng ở dưới nhà. Tôi hỏi anh Hùng: "Các anh chuẩn bị đi đâu đấy?" Anh Hùng mới bảo: "Đi bắt cái thằng giết người ở tiệm vàng Kim Sinh." Tôi lại hỏi: "Thế tại sao các anh còn đứng đây?" Thiếu tá Hùng nói: "Vẫn chưa có đủ ô tô, mới có mỗi mấy cái xe Jeep ở bên hình sự thôi." Rồi anh cằn nhằn: "Làm án trong cái lúc nước sôi lửa bỏng mà xe cộ thiếu thế này thì khổ quá." Thế là tôi vội vàng ngỏ ý ngay: "Hay là lấy xe của báo tôi đi." Đang lúc thấy bí thì nghe tôi nói vậy, anh vội vàng đồng ý ngay: "Ừ, thế anh về lấy xe đi, chở chúng tôi đi." Thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy về và gọi điện báo cáo với tổng biên tập Nguyễn Hữu Ước. Anh Ước liền đồng ý ngay và còn dặn: "Nhớ mang theo nhiều tiền đi nhé. Mà này, nếu như có ảnh ấy thì không được chia sẻ cho thằng nào đấy." Rồi cũng chẳng kịp chuẩn bị gì ngoài việc lấy chiếc máy ảnh và một ít tiền bỏ vào túi, tôi lấy chiếc Jay đời 1998 phóng sang 55 Lý Thường Kiệt. Phác họa. Khoảng 20 giờ thì chúng tôi bắt đầu rời khỏi Hà Nội. Chúng tôi đi hai xe. Tôi lái chiếc xe Jay của báo An ninh Thế giới và trên xe có 7 người là cảnh sát đặc nhiệm do Trung tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó Phòng Cảnh sát đặc nhiệm chỉ huy. Còn chiếc xe Jeep của Phòng Cảnh sát Hình sự thì chở Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Đức Trung và một số điều tra viên khác nữa. Đến lúc này thì tôi mới được biết là các anh sẽ đi lên Tuyên Quang. Cái tiết trời tháng 7 nóng ngùn ngụt buổi tối mà trời không có lấy nổi một ngọn gió nào. Chiếc xe của tôi chở 7 lính đặc nhiệm, anh nào anh nấy to như con tượng. Người nhẹ nhất là tôi thì cũng ngọn nghét 70 cân nên là quá tải. Chính vì vậy mà chúng tôi phải mở cửa xe, không dám chạy điều hòa nhiệt độ. Trên xe thì mọi người đều bàn tán về hung thủ. Qua câu chuyện mà các anh kể lại, tôi mới hình dung được rằng
Sáng ngày 19, chị giúp việc Lục Thị Nghĩa đến dọn nhà ông bà Sinh như mọi ngày. Nhưng lần này, chị đến thì lại thấy cửa khóa ngoài mà gọi mãi chẳng thấy có ai ra mở cửa. Thấy rằng có những dấu hiệu không bình thường, chị vội vàng chạy về gọi anh Tấn là con trai cả của ông bà Sinh sang. Mọi người phá cửa vào nhà và chị Lục Thị Nghĩa suýt ngất đi khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng. Ông Sinh, bà Tịch bị sát hại nằm ở ngay giữa nhà. Ngay sau đó, vụ việc được báo lên công an quận. Bước đầu, cảnh sát hình sự của công an quận Đống Đa và các điều tra viên của phòng cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội, phòng cảnh sát hình sự. Chị Lục Thị Nghĩa, người giúp việc cho biết rằng anh Thức là người rất khó tính, cho nên nếu như không phải là người quen thì anh ta không bao giờ cho ngủ cùng phòng. Chị Nghĩa cũng cho hay là tối hôm qua khi chị đến đây thì thấy có một nam thanh niên mặt lưỡi cay, người rong ròng cao đang ở đây. Người này thì chị cũng biết mặt bởi vì trước kia đã nhiều lần có mang vàng cốm xuống bán cho ông Sinh, nhưng mà chị cũng không thể nhớ ra được tên của người này. Chị chỉ có nghe nói là anh ta ở Tuyên Quang. Còn anh Phạm Công Tấn, con trai của ông bà Sinh, thì nói rằng hình như người thanh niên ấy tên là Châu. Tất cả các thông tin ban đầu chỉ có vậy. Sau khi phân tích tất cả các khía cạnh và có được biên bản khám nghiệm hiện trường thì ban chuyên án thống nhất được như sau. Thứ nhất, hung thủ phải là người quen và nắm rất chắc về quy luật sinh hoạt của gia đình. Thứ hai, hung thủ ra tay gọn ghẽ như thế này thì chắc chắn rằng tên này phải là kẻ cũng đã từng vào tù ra tội, và tất cả xoáy vào khả năng hung thủ tên là Châu và ở Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Tất cả thông tin về hung thủ chỉ có vậy, nhưng tất cả đều có chung niềm tin mãnh liệt. Thiếu tướng Phạm Truyền, giám đốc công an thành phố Hà Nội quyết định cho tất cả các trinh sát lên đường đi Chiêm Hóa. Chúng tôi đi như cướp đường, xe chở nặng như vậy, nhưng kim đồng hồ lúc nào cũng nhảy nhót ở mức 70-80 km/h. Qua Việt Trì, cả thành phố tắt điện tối om và chúng tôi mới sực nhớ ra rằng cả đoàn chưa có gì vào bụng. Và khi thấy có một quán nước ven đường le lói ánh đèn thì chúng tôi dừng xe lại. Quán chẳng có lấy nồi củ khoai củ ráy nào ngoài việc bán mấy lọ nước tăng lực bỏ húc. Lúc này tôi mới nhớ rằng ở đằng sau có một túi ổi rất to. Chiều nay tổng biên tập Hữu Ước mới bay từ Sài Gòn ra mang cho anh em một túi ổi để làm quà. Thế là mấy anh em chúng tôi chia nhau những quả ổi Sài Gòn, quả nào quả nấy, to như là bát cơm. Ăn ổi trừ bữa và uống nước tăng lực, thế là cũng xong một bữa tối. Chúng tôi đến Tuyên Quang thì cũng đã 12 giờ đêm. Nhận được điện báo trước, các đồng chí của phòng cảnh sát hình sự công an Tuyên Quang đã ngồi chờ sẵn. Và trước những thông tin như vậy, anh em hình sự Tuyên Quang cũng chỉ làm được đúng một việc, đó là gọi điện cho anh em Chiêm Hóa sẵn sàng đón chúng tôi. Từ Tuyên Quang đi Chiêm Hóa là khoảng 70 cây số, tuy rằng đường vắng nhưng lại rất ngoằn ngoèo. Xe bò theo bờ sông Lô, hầu như không có đoạn nào thẳng quá 300 m. Lái xe đêm mà đường đi thì lại ngoằn ngoèo đèo dốc, cũng có cái hay là đỡ phải buồn ngủ. Tới lúc 2 giờ sáng, khi chúng tôi đến công an huyện thì đã thấy lãnh đạo huyện cùng với cảnh sát hình sự, cảnh sát khu vực chờ sẵn. Sau khi nghe Trung tá Đỗ Văn Hùng nói về vụ án và nói rằng đang cần tìm một đối tượng có tên là Châu, thế anh em công an Chiêm Hóa biết ngay. Đồng chí trưởng công an huyện cho biết, ở khu vực này có một đối tượng tên là Nguyễn Văn Châu, hay còn được gọi là Nguyễn Minh Châu, là một đối tượng nghiện hút và cờ bạc. Trước kia, hắn chuyên buôn bán vàng xa khoáng, nhưng dạo này thì ở nhà phụ bán hàng cho vợ. Nhà của tên Châu ở sát Bến Phà, nhưng khi cầu Chiêm Hóa được xây dựng thì hắn rời nhà lên sát chân đồi cách đầu cầu khoảng 300 m. Trưởng công an huyện cho biết, tên Châu khá là đẹp trai, ham mê cờ bạc và gái. Vợ chồng Châu có cô con gái lớn đang học lớp 8 và cậu con trai đang học lớp 6. Đồng chí cảnh sát khu vực của Chiêm Hóa được mời đến. Anh cũng cho chúng tôi biết thêm là trong tuần thì từ thứ Bảy vừa rồi đã không thấy Châu ở nhà. Và trong thị trấn Chiêm Hóa, Châu lại có quan hệ mật thiết với hai người là Thế và Mở. Sau khi nghe công an huyện báo cáo hết về Châu thì anh em cảnh sát điều tra quyết định chia làm hai tổ. Một tổ do đại úy Nguyễn Đức Trung chỉ huy tới kiểm tra nhà tên Châu. Trước khi lên đường, đại úy Trung đã yêu cầu tất cả các trinh sát phải kiểm tra lại máy bộ đàm. Máy bộ đàm thời đấy khá là hiện đại và đến lúc này mới biết rằng có những anh chưa sử dụng máy bộ đàm bao giờ. Tôi cũng đi theo nhóm đến kiểm tra nhà Châu. Anh em cảnh sát hình sự có vũ khí là súng, còn tôi thì có chiếc máy ảnh. Vào lúc này, anh em thì chỉ có mong cái tên Nguyễn Văn Châu nghi vấn ấy không có ở nhà.
Bởi vì nếu như Châu có ở nhà mà hai ngày qua anh ta không đi đâu thì coi như công an đã xác định sai đối tượng, và như vậy thì vụ án đi vào ngõ cụt. Đêm mùa hè mà ở thị trấn Chiêm Hóa có sương mù dày đặc, thị trấn yên tĩnh lạ lùng, chỉ có tiếng của dòng sông Lô thúc vào gành đá. Khi chúng tôi qua cầu Chiêm Hóa, không gian như bị vỡ ra bởi tiếng chó sủa. Hai bên đường, những con chó chân cao, tai to lao ra xông thẳng vào anh em. Không thể hò hét đuổi chó được, thế là một trinh sát bảo tôi đi sau chặn chó. Với cái máy ảnh làm vũ khí, tôi đành phải đi sau chặn hậu, nhưng mà cũng rất may, chó ở cạnh đường vốn chỉ quen sủa mà không lao ra cắn trộm. Hàng sói. Căn nhà của Châu chỉ là căn nhà gỗ mái ngói nhưng khá rộng. Anh cảnh sát khu vực phải gõ cửa rất lâu thì mới có người ra mở cửa. Người mở cửa là Lê Thị Định, vợ của Châu. Vợ của Châu là một người đàn bà cao gầy, mặt mỏng và nom cũng khá là đáo để. Thiếu tá Đỗ Văn Hùng nói: "Chúng tôi đang có việc cần gặp anh Châu." Thì chị Định trả lời: "Anh Châu đi 2 ngày rồi chưa thấy về." Thiếu tá Hùng bảo nhỏ với tôi: "Nếu nó không có nhà thì rất có khả năng nó là thủ phạm." Thấy công an, lúc đầu chị Định cũng lo sợ, nhưng khi thấy chúng tôi nói rằng tìm một nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông thì cô ta bình tĩnh và mau mắn trả lời những câu hỏi của trinh sát. Chị Định nói rằng Châu đã đi từ hôm thứ Bảy, tức là ngày 18. Khi Châu đi thì có xách chiếc cặp đen, chiếc cặp loại 36.000 đồng. Thấy ở góc nhà có một chiếc cặp, đại úy Nguyễn Đức Trung hỏi có phải chiếc cặp kia không. Chị Định nhìn vào chiếc cặp rồi bảo cũng giống như thế này nhưng dài hơn một chút. Thế rồi những câu hỏi khéo léo của anh Trung, chị ta cho biết thêm những chi tiết hết sức quan trọng. Đó là ngày trước mỗi khi về Hà Nội, Châu vẫn ở nhà ông bà Sinh buôn vàng ở gần Gò Đống Đa, và Châu còn có một bà cô ruột ở gần nhà thờ Trình Xuyên, huyện Vụ Bản, Nam Định. Nhưng rồi khi nói đến đây cảm thấy đã nhỡ miệng. Thế là từ đó tất cả các câu hỏi của trinh sát thì chị Định đều trả lời là không biết. Cùng lúc đó thì mũi đi kiểm tra nhà Thế đã trở về và thông báo là không có Châu ở đó. Như vậy là hình ảnh về tên Châu bắt đầu hiện ra mồn một. Đến lúc này thì Lê Thị Định bắt đầu giở trò. Chị ta lu loa lên rằng tại sao đêm hôm công an vào nhà mà lại chỉ có mỗi một người cảnh sát khu vực mặc quần áo công an, còn tất cả mọi người thì nom như là một lũ trộm. Thế rồi chị ta bảo cô con gái lớn ra cảnh chừng chúng tôi. Nghe qua những lời mà Định nói về chồng thì chúng tôi chắc chắn rằng hôm qua chị ta không xem truyền hình về vụ giết người cướp của ở tiệm vàng Kim Sinh, phố Tây Sơn. Tôi hỏi cháu bé tối qua có xem tivi không. Cháu nói lúc chương trình thời sự thì không xem vì có người đến thuê máy chơi trò điện tử. Nghe cháu bé nói vậy, thiếu tá Đỗ Văn Hùng nói nhỏ: "May thật, chỉ cần chị ta xem tivi và giờ chị ta chối phát đi thì có mà rời tìm." Đúng là có đi với anh em thì tôi mới có thể cảm nhận được những điều lo lắng của anh em. Nhiều khi sự bùng nổ thông tin lại là tác hại khôn lường cho những chuyên án. Trong điều tra đánh án, yếu tố quan trọng đầu tiên là phải bất ngờ và bí mật. Thủ phạm càng mất cảnh giác bao nhiêu thì lại càng tốt cho công tác điều tra bấy nhiêu. Chỉ cho đến khi không còn một tia sáng nào nữa, việc trinh sát đã đi vào bế tắc thì mới đi vào công bố công khai. Và đúng lúc này thì mọi người cũng lo ngại là nếu như hôm qua Châu đã xem tivi thì rất có thể hắn đã có những chiêu thức khác để đối phó. Sau khi trở về công an huyện, dùng điện thoại gọi về cho công an Hà Nội, đại úy Nguyễn Đức Trung nói chuyện với thượng tá Nguyễn Đức Nhanh thì được biết các trinh sát hình sự của quận Đống Đa cũng đã tìm được người lái xe ôm chở tên Châu ra bến xe phía Nam. Tờ mờ sáng, ngay tại sân của công an huyện Chiêm Hóa, thiếu tá Đỗ Văn Hùng cho tập hợp mọi người lại và bàn bạc. Các anh quyết định báo cáo cho thiếu tướng Phạm Truyền biết về kết quả trinh sát ở trên này, đồng thời tổ chức giám sát chặt các di biến động của Lê Thị Định và gia đình. Theo lệnh của thiếu tướng Phạm Truyền, chúng tôi lại chia làm hai mũi. Một mũi do đại úy Tuấn chỉ huy có 4 người nằm lại Chiêm Hóa để tiếp tục trinh sát và giám sát các di biến động của Lê Thị Định. Còn một mũi thì kéo quân về thị xã Tuyên Quang. Nguyễn Văn Châu, hay còn gọi là Nguyễn Minh Châu, có thực sự là hung thủ? Như vậy là gã đã lộ mặt. Sau khi ra bến xe phía Nam trên quốc xe ôm sáng sớm, gã đã đi đâu và có những hành động gì tiếp theo? Đón xem phần 3 Tiệm vàng Kim Sinh trên Độc Thám TV.
Internet Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV. Lần theo dấu sói. 6 giờ sáng ngày 20, tức là một ngày sau khi xảy ra vụ án, mũi truy lùng ở Chiêm Hóa báo cáo lại cho Thượng tá Nguyễn Đức Nhanh về khả năng Châu có thể trốn về nhà bà cô ở Trình Xuyên, Vụ Bản, Nam Định. Thượng tá Nguyễn Đức Nhanh đã yêu cầu tổ điều tra cứ ở lại trên Tuyên Quang và đồng thời chỉ đạo Trung tá Nguyễn Đức Bình, trưởng phòng cảnh sát hình sự đi về Nam Định. 6 giờ 30 phút sáng, Trung tá Nguyễn Đức Bình đi về Nam Định nhưng chưa đi đến Thường Tín, hồi đó lại chưa có đường cao tốc như bây giờ thì gặp một vụ tai nạn. Đường tắc tới cả vài cây số mà không có cách nào để luồn lách lên được. Mãi cho đến 9 giờ 30 phút, Trung tá Nguyễn Đức Bình mới đến được công an huyện Vụ Bản. 10 giờ, Trung tá Bình dẫn quân ập vào nhà bà Thuộc, nhưng Châu đã đi khỏi nhà bà Thuộc được hơn một tiếng đồng hồ. Anh em kiểm tra xung quanh nhà thì thấy các hộp đựng đồ trang sức vứt vương vãi sau vườn. Và sau này cũng biết là có những tình huống mà quả thật mọi người không ai lường tới. Số là lúc trời vừa sáng, lấy cái cớ sang nhà hàng xóm lấy hàng, Lê Thị Định đã sang nhà người anh ruột của Châu gọi điện về Nam Định cho bà Thuộc, nói chuyện rằng có công an đến nhà. Bà Thuộc nói lại cho Châu biết. Biết mình bị lộ, Châu vùng dậy, bảo bà Thuộc đi gọi xe ôm và chuẩn ngay lập tức. Nào, chúng ta hãy quay trở lại hành trình của gã. Sau khi gây án xong, gã ra thuê xe ôm của ông Nguyễn Xuân Tiệp đi ra bến xe phía Nam và trả ông ta 10.000 đồng. Hắn ra bắt xe khách đi Nam Định. 9 giờ sáng ngày 19, hắn về đến Nam Định và lại thuê xe ôm đi về nhà người cô ruột có tên là Nguyễn Thị Thuộc ở xóm 9, thôn Trình Xuyên, huyện Vụ Bản. Nhưng bà Thuộc đi đâu đó. Thế là hắn lại thuê xe ôm của một người có tên là Hiếu đi sang nhà ông Lễ ở xã bên cạnh. Ông Lễ là bác sĩ đã nghỉ hưu và có mở một phòng khám ở nhà. Sau khi xem xét vết thương của gã, ông Lễ đã khâu 5 mũi ở lòng bàn tay trái, còn vết rách ở đầu gối thì khâu 2 mũi rồi tiêm cho thuốc chống uốn ván. Sau đó, gã lại thuê xe trở về nhà bà Thuộc. Lúc này, bà Thuộc đi làm đồng về thì thấy thằng cháu ruột yêu quý mặt mày phờ phạc, tay chân lại bị băng bó. Bà ái ngại hỏi: "Cháu làm sao vậy?" Châu chí chá trả lời: "Là trên đường đi gặp cướp nên đánh nhau và bị chúng chém bị thương." Mặc dù biết cháu mình chả phải cái loại tử tế gì, nhưng khi nghe hắn nói vậy, bà cũng không nghi ngờ. Bà bảo gã cứ ở lại nghỉ ngơi, rồi bà nấu cơm cho mà ăn. Sau bữa cơm trưa, gã lăn ra ngủ một giấc không biết trời đất là gì. Mãi cho đến khi gà lên chuồng thì gã mới tỉnh dậy, đi thay quần áo và nhờ bà cô giặt hộ bộ quần áo dài màu đen. Sau đó, hắn lại gọi cho anh Hiếu tới, chở hắn tới nhà ông Lễ để thay băng và tiêm thuốc. Ăn tối xong, khi bà Thuộc đi xem vô tuyến ở nhà hàng xóm, gã đã lấy chiếc cặp da và chọn lọc trong các đồ trang sức đã cướp được. Số vàng 4.9 thì hắn cho vào một chiếc túi vải rồi bỏ vào túi quần. Còn số vàng tây, bạc và các đồ trang sức khác, gã cho vào một túi ni lông bỏ vào cặp. Còn những hộp nhựa dùng để đựng đồ trang sức thì hắn ta vứt ở sau vườn và vứt xuống ao. Đến sáng ngày 20, khi vợ hắn gọi điện cho bà Thuộc và nói rằng công an đến tìm hắn, thì hắn biết là mình đã bị lộ nên vội vàng thuê anh Hiếu trở ra bến xe Nam Định lên xe khách Đồng Văn. Sau khi xác định được Châu đã bỏ trốn khỏi nhà bà Thuộc, nhưng bây giờ thì đúng là bóng chim tăm cá cũng không biết hắn đã đi đâu. Công an Hà Nội phối hợp với công an Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa và cả Hà Tây cũng tổ chức truy lùng. Tuy nhiên, bây giờ có một vấn đề cũng khá là nhức đầu. Liệu chắc gì Châu mà công an truy lùng kia đã đúng với lệnh Châu ở Chiêm Hóa? Thông tin lúc này ngoài những điều thu lượm được qua lời kể của các nhân chứng thì lại chưa có một cái gì đảm bảo là đích thực. 11 giờ 02 phút ngày 20 tháng 7 năm 1999, công an Tuyên Quang đã fax về cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội toàn bộ dấu vân tay của người có tên là Nguyễn Minh Châu. Tuy nhiên, có lẽ là do đường truyền tín hiệu rất kém
nên bản fax có hình chân dung của đối tượng nom cứ đen kịt, rất khó nhận dạng. Kể cả là số ảnh mà tôi đã chụp lại ở nhà Châu, sau đó đem in ảnh và fax về Hà Nội thì cũng không được rõ. Các điều tra viên của Phòng Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội nhận định rằng kẻ gây ra tội ác nghiêm trọng như vậy phải là một kẻ lì lợm, một kẻ có bề dày về thành tích bất hảo. Nghĩa là có thể hắn đã có tiền án tiền sự ở đâu đó. Như vậy thì hồ sơ tội phạm của hắn có thể là không nằm ở Công an Hà Nội hay là Công an các tỉnh, nhưng sẽ nằm ở Cục Hồ sơ Nghiệp vụ Cảnh sát thuộc Tổng cục Cảnh sát. Lập tức, những vân tay nghi vấn của đối tượng thu được ở hiệu vàng Kim Sinh cùng với dấu vân tay nằm trong danh chỉ bản của Công an Tuyên Quang được gửi đến Cục Hồ sơ Nghiệp vụ Cảnh sát. Đại tá Cục trưởng Nguyễn Mạnh Hoan giao nhiệm vụ cho anh em vào lúc 15 giờ và yêu cầu trong thời gian ngắn nhất phải tra cứu xác minh lại được lai lịch, đặc điểm nhận dạng và ảnh của tên Châu. Các cán bộ hồ sơ đã dùng phương pháp tra cứu trên trung tâm nhận dạng vân tay tự động của hệ thống máy tính tàng thư hồ sơ và xác minh qua phòng hồ sơ Công an Nam Định. Chỉ sau 30 phút đồng hồ thì dấu vân tay của hơn 5.000 người có tên là Nguyễn Minh Châu đã được xác định. Và đến 16 giờ ngày 20 tháng 7, toàn bộ đặc điểm nhận dạng và lý lịch của kẻ phạm tội đã được phát hiện. Hóa ra, Nguyễn Minh Châu đã từng bị Công an tỉnh Hà Nam Ninh cũ bắt ngày 14 tháng 2 và lập hồ sơ mang danh chỉ bản số 4970 vào ngày 7 tháng 3 năm 1990 về tội đánh bạc. Công an huyện Duy Tiên, đơn vị bắt được hắn đã tạm giam Châu 2 tháng và hắn đã khai lý lịch như sau. Họ và tên: Nguyễn Minh Châu, sinh năm 1960, nơi thường trú ở Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, tỉnh Hà Tuyên cũ. Nghề nghiệp: không. Họ tên cha: Nguyễn Văn Sinh. Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Phúc. Họ tên vợ: Lê Thị Định. Đặc điểm nhận dạng của hắn là cao 1m58, sống mũi hơi lõm, dái tai trúc, nếp tai dưới trung bình. Dấu vết riêng: có nốt ruồi cách 1,5cm bên mép phải. Bộ vân tay nằm trong tàng thư căn cước của Công an Hà Nam Ninh cũ và Cục Hồ sơ Nghiệp vụ đã trùng với bộ vân tay thu được tại tiệm vàng Kim Sinh. Như vậy, tên Châu đã có một lý lịch rõ ràng. Trở lại cuộc truy lùng. Lúc này, Công an Hà Nội chia làm 4 nhóm. Nhóm thứ nhất cùng với Công an Tuyên Quang lập ra một trạm kiểm soát lưu động ngay trên cây số 5 đường vào thị xã từ lúc 13 giờ ngày 20. Một nhóm do đại úy Nguyễn Việt Chức, đội trưởng đội đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát Hình sự thì đi lùng hắn ở khu vực Hà Nam, Nam Định. Một nhóm lao đi Thanh Hóa và một nhóm thì lên khu vực Đảo Đại Vàng ở Chiêm Hóa. Khả năng tên Châu sau khi trốn khỏi nhà bà Thuộc đi đâu thì lúc này chưa ai có thể xác định được. Tại Nam Định cũng đã có nhân chứng cung cấp thông tin rằng vào trưa ngày 20, tên Châu đã lên một chiếc xe khách ở tại bến xe Nam Định, tuyến Nam Định, Hà Giang. Đặc điểm nhận biết của hắn là chân đi giày, tay trái bị băng và xách theo một chiếc cặp đen. Vậy là toàn bộ lực lượng truy lùng rải từ Nam Định, Hà Nam, Hà Nội, Vĩnh Phú, Phú Thọ, Tuyên Quang như một guồng máy hoạt động hết công suất. Thiếu tướng Phạm Chuyên, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị điều tra và cảnh sát hình sự ném vào cuộc truy lùng này 200 cảnh sát, 21 ô tô, còn công an các tỉnh huy động từ 50 đến 100 cán bộ chiến sĩ. Tại chốt ở cây số 5 trên đường vào thị xã Tuyên Quang, Thiếu tá Đỗ Văn Hùng chỉ huy số cảnh sát điều tra cùng với anh em cảnh sát giao thông chặn tất cả các xe để kiểm tra. Và cuộc chặn xe được bắt đầu vào lúc 15 giờ, nghĩa là sau khi áng chừng thời gian đấy là chuyến xe từ Nam Định lên Tuyên Quang có thể đã tới nơi. Khi chuẩn bị ra chặn xe, anh em phân vân: bây giờ xe nhiều như thế này mà khám hết thì làm thế nào? Khám xe khách, xe tải thì dễ, nhưng còn xe container, thế rồi xe biển xanh, biển đỏ thì sao? Thiếu tá Đỗ Văn Hùng gọi điện về xin ý kiến và Thượng tá Nguyễn Đức Nhanh ra lệnh là khám tất cả các loại xe. Ai mà biết rằng hắn có thể đi nhờ một chiếc xe biển xanh nào đó cơ chứ. Thượng tá Nhanh dặn cứ chặn tất cả các xe lại, nhưng anh em phải có lời xin lỗi lái xe trước hoặc là người đi trên xe, chắc chắn sẽ không ai phản ứng việc này đâu. Nhưng cũng từ trưa ngày 20, tai họa đến với tôi. Số là Thiếu tướng Phạm Chuyên biết được chuyện tôi lái xe đưa anh em hình sự lên Tuyên Quang. Ông gọi điện và nghiêm giọng: thằng em, mày giỏi lắm đấy. Tao không ngờ là mày lại có mưu này. Tao nói cho mày biết, nếu thông tin của vụ án này mà đăng trên An ninh Thế giới thì mày đừng có trách. Mắng tôi xong,
ông lại ra mật chỉ cho đại úy Nguyễn Đức Trung là tìm cách đuổi nó về Hà Nội. Nhưng đuổi tôi về lúc này cũng hơi khó, vì chiếc ô tô của An ninh Thế giới đang là phương tiện chính chở anh em chứ. Tuy biết rằng thiếu tướng Phạm Truyền không bằng lòng, nhưng tôi cũng phớt lờ đi. Thế là từ lúc bắt đầu kiểm tra xe, tôi được thiếu tá Đỗ Văn Hùng sử dụng như một thư ký. Chẳng phải vì thiếu người mà quan trọng là lúc này tôi đang sử dụng một chiếc điện thoại dùng SIM của Vinaphone. Ngày ấy, hệ thống mạng di động còn rất kém, cứ ra khỏi thành phố hoặc thị xã chừng vài ba cây số là mất sóng. Mà sóng của Mobifone thì chưa vươn tới được các vùng sâu, vùng xa, cho nên lúc này chiếc điện thoại của tôi trở thành cầu nối duy nhất giữa cánh quân phía Bắc với ban giám đốc và cánh quân phía Nam do Trung tá Nguyễn Đức Bình, trưởng phòng cảnh sát hình sự đang cùng với công an Nam Định, Hà Nam lần theo từng dấu chân của tên Châu. Điện thoại gọi đi, gọi đến liên tục. Cục pin lúc nào cũng nóng đực và rồi không thể nào nạp pin được nữa, nên chúng tôi đành phải kéo một đường dây điện từ trong nhà ra ngoài đường cắm máy nạp pin trực tiếp vào đấy. Sau này, khi trở về Hà Nội, tôi có hỏi tổng đài Vinaphone về số máy của tôi đã gọi bao nhiêu phút trong hơn một ngày đó, thì nhận được câu trả lời là 500 phút. Quả là một con số khủng khiếp. Nhưng có một chuyện đã khiến cho tôi trở thành kẻ thù của Mobifone là khi tôi viết phóng sự theo chân những người truy lùng thủ phạm cướp hiệu vàng Kim Sinh. Tôi có viết chi tiết này. Sau đó, Thiếu tướng Phạm Truyền ra lệnh cho tất cả cán bộ chiến sĩ công an Hà Nội phải bỏ ngay SIM của Mobifone và dùng SIM của Vinaphone. Không biết có mấy ngày máy phải chuyển đổi, nhưng một số người quen của tôi làm ở Mobifone thì ghét tôi như mẹ. Chúng tôi kéo ra ngoài mặt đường vào lúc trời nắng như đổ lửa, nóng hầm hập. Ban giám đốc công an Tuyên Quang giao cho một tổ cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự của tỉnh phối hợp cùng với anh em công an Hà Nội kiểm tra xe. Một số cảnh sát giao thông cũng đã biết mặt Châu từ trước, từ cái thời kỳ hắn còn đi buôn vàng cũng được huy động đến để nhận mặt. Anh em cảnh sát hình sự và cảnh sát điều tra thì ngồi ở ven đường để rình xem có chiếc xe máy nào chở một người mà khả năng bị thương ở tay trái hay không. Hơn 15 giờ thì việc kiểm tra được bắt đầu và tất cả những xe chạy qua cây số 5, kể cả xe khách, xe tải, xe container, xe biển xanh, xe biển đỏ đều bị kiểm tra hết. Chưa bao giờ người dân ở thị xã Tuyên Quang lại thấy các xe bị kiểm tra gắt gao như thế. Mỗi một chiếc xe vừa đến, cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe. Xe vừa đỗ thì lập tức hai cảnh sát điều tra và cảnh sát hình sự bám hai bên trái, phải, rồi hai người khống chế cửa lên xuống và ba người lên xe. Những gì mà bà con hôm đó ghi nhận được đó là những gương mặt phờ phạc, căng thẳng lên kiểm tra xe. Còn cảnh sát thì chỉ có mấy anh cảnh sát giao thông là có quân phục, còn tất cả anh em, người thì áo bỏ ngoài quần, anh thì dẫm nước khăn mặt, ấp lên đầu đội chiếc mũ cối sùm sụp, có anh thì đi dép lê, còn anh thì chân đất. Mỗi khi hỏi lại cố nặn ra nụ cười. Những hành khách nào có vóc dáng nhỏ bé, mặt lưỡi cày đều được anh em nói: xin lỗi anh, làm ơn cho tôi xem bàn tay trái. Ngó thấy bàn tay không có vết tích gì thì lại nói: vâng, cảm ơn anh. Lúc đầu anh em còn thưa gửi cảm ơn đàng hoàng, nhưng rồi sau mệt quá cũng quên cả những câu nói như vậy. Rồi có những lúc thiếu tá Nguyễn Văn Hùng sai tôi là: thôi, ông cầm cái máy ảnh lên kiểm tra giúp. Thế là vài đeo máy ảnh, tôi cũng lại cầm một tấm ảnh của Châu lên xe, rồi cũng dòm, cũng ngó, cũng xăm soi, cũng đọ ảnh vào mặt người ta. Trong khi tôi hoạt động ở dưới Tuyên Quang thì ở trên Chiêm Hóa, tổ trinh sát do đại úy Tuấn phụ trách cùng với cảnh sát hình sự của công an Đống Đa đang lao vào đào bới xới lộn các quan hệ của tên Châu. Cũng phải nói thêm rằng trong vụ án này, cảnh sát điều tra và cảnh sát hình sự công an quận Đống Đa đã đóng góp hết sức quan trọng. Chính cảnh sát điều tra của công an quận cùng với cảnh sát điều tra công an thành phố tìm được mối quan hệ của nạn nhân Phạm Công Thức với Châu, và đó là tia sáng của vụ án. Chiều hôm đó, chúng tôi quyết định phải kiếm lấy cái gì đấy ăn để lấy sức. Ban giám đốc công an Tuyên Quang cử một đồng chí phó giám đốc tới và yêu cầu cảnh sát giao thông lo nơi ăn nghỉ tươm tất cho anh em công an Hà Nội. Nhưng lúc này, mọi người đều phải bám vào mặt đường, không ai còn có tâm trí nào mà ăn uống cả. Anh em cảnh sát giao thông bảo chúng tôi nên chuyển lên cây số 13, ở đó có nhà hàng, có quán ăn và có nhà trọ. Nhưng nếu như đi đến đấy thì điện thoại di động lại mất sóng, cho nên chúng tôi đành phải trụ lại ở cây số 5,
và sau đó chúng tôi đưa tiền cho chị chủ nhà làm một bữa cơm có thịt gà rang, có rau muống luộc, cà muối rồi canh chua. Cơm vừa nấu xong thì trinh sát từ trên Chiêm Hóa điện về xin tăng cường quân để khai thác các đối tượng vốn là bạn bè chiến hữu của Châu, đồng thời đi xác minh một số nguồn tin. Thế là Nguyễn Thành Hùng cùng với đại úy Nguyễn Đức Trung và hai trinh sát nữa lại đi Chiêm Hóa ngay. Nhìn thấy anh em hớt hải chạy lên xe, chị chủ nhà ái ngại vì biết là từ sáng tới giờ anh em chưa được hạt cơm nào vào miệng. Liệu Châu có vượt qua được chốt cây số 5 hay hắn đã có một kế hoạch rành mạch khác? Và lưới trời sẽ sập xuống như thế nào? Đón xem phần 4 Tiệm Vàng Kim Sinh trên Độc Thám TV. Internet Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu, tất cả sẽ có tại Độc Thám TV. Bắt sói. Buổi đêm, anh em thay nhau ngủ gà ngủ gật trong ô tô hoặc là trải chiếu nằm ở vệ đường. Còn thiếu tá Đỗ Văn Hùng thì vẫn cứ tỉnh như sáo, vừa trực tiếp khám xe, vừa dùng điện thoại di động chỉ huy các mũi trên Chiêm Hóa, Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ xác minh đối tượng. Lượng thông tin đổ về mỗi lúc một nhiều và có những chuyện không thể không xác minh ngay. Có anh lái xe khách khi thấy chúng tôi hỏi rằng: có thấy ai xuống ngang đường và bàn tay người đó bị băng hay không? Thì anh ta cho hay: vừa có người như thế xuống xe cách đây 30 cây số rồi. Thế là chúng tôi lại lên đường và đi hỏi tung tích của cái người băng tay đó. Thì hóa ra đó là một người trung niên bị gãy tay vừa đi đến bệnh viện bó bột về. Chỉ trong một buổi chiều ngày 20 cho đến rạng sáng ngày 21, chốt của chúng tôi đã kiểm tra tới 152 xe các loại. Tội phạm thì chẳng thấy đâu, nhưng chúng tôi đã phát hiện ra một điều thú vị, đó là hình như các vị tài xế và hành khách cũng lờ mờ hiểu được rằng anh em công an đang truy lùng một tên tội phạm nguy hiểm nào đó. Cho nên không có một ai phàn nàn hay là tỏ ra khó chịu. Ngay cả những người đi trên các chiếc xe con sang trọng mang biển cơ quan nhà nước thì cũng sẵn lòng mở cả cốp xe cho chúng tôi kiểm tra. Sang ngày 21, mũi trinh sát ở Chiêm Hóa có được một tin tức quan trọng. Một người bạn của tên Châu cho biết rằng trước kia hắn đã bị công an Hà Nam Ninh bắt vì tội đánh bạc và hình như là bị bắt ở huyện Duy Tiên. Tại đây, hắn có một thằng bạn tên là Oánh. Để xác minh cho thật chính xác, thiếu tá Đỗ Văn Hùng đã cho một số trinh sát lao đi Na Hàng cách Tuyên Quang 108 km. Các anh đã đến một số ổ cờ bạc và được cơ sở cho biết tên Châu hẹn về Na Hàng đánh bạc vào ngày thứ tư. Như vậy, động cơ giết người cướp của hắn ta đã rõ ràng. Vậy thì, hắn đã trở về Na Hàng bằng đường nào? Rất có thể là bằng đường thủy. Ngoài đường bộ thì hắn cũng có thể là đi đường thủy. Hắn là một kẻ thạo nghề sông nước trong những năm làm chủ bưởng vàng trên sông Lô. Vào thời điểm này, hắn thừa biết rằng việc đi đường bộ rõ ràng là rất khó thoát. Vì thế, rất có thể hắn đã đi đường thủy. Và thế là vụ việc được báo cáo về Cục Giao thông Đường thủy. Cục Cảnh sát Giao thông Đường thủy chỉ đạo các đơn vị Cảnh sát Giao thông Đường thủy của Công an Hà Nội, Hà Tây, Phú Thọ, Việt Trì, Tuyên Quang và bắt đầu giăng lưới ở trên các con sông. Đến chiều ngày 21 thì thiếu tá Đỗ Văn Hùng bảo tôi: ông ạ, tôi ngửi thấy cái mùi của nó ở huyện Duy Tiên rồi. Muộn lắm thì chiều hôm sau sẽ vô được thôi. Cho nên theo tôi, anh nên trở về Hà Nội và đi theo cánh của Nguyễn Việt Trức và Nguyễn Đức Bình đang ở Duy Tiên. Nghe lời anh, tôi trở về Hà Nội sau khi đã cởi một chiếc áo, một chiếc quần và để lại cho anh một số tiền. Chỉ còn giữ một số tiền đủ để mua xăng chạy về tới Hà Nội và chiếc điện thoại. Lần đầu tiên trong đời mình, tôi lái xe trong một hoàn cảnh không giống ai. Mặc quần đùi, áo may ô, trên một chiếc xe biển 80B chạy từ Tuyên Quang về Hà Nội. Về đến nhà, tổng biên tập Nguyễn Hữu Ước đón tôi ở cơ quan và việc đầu tiên là anh bảo: đưa cái máy ảnh đây. Anh giao ngay cho một cán bộ mang phim đi rửa ảnh. Anh bảo: phải làm như vậy, nếu không mày nhẹ dạ cho thằng khác ảnh làm mất hết tính độc quyền. Nhưng cũng khổ cho cái thân tôi, khi làm ảnh xong thì có một vài ảnh chất lượng kém. Thế là có một anh ở bên báo Công an Nhân dân, hồi đó thì báo Công an Nhân dân và An ninh Thế giới còn là hai đơn vị khác nhau, đến xin ảnh.
thấy tấm ảnh trả ra gì, tôi cho anh. Và thế là ngay ngày hôm sau, trên mặt báo Công an Nhân dân đã có một bài viết là phóng viên đã về tận nhà Châu chụp được ảnh. Tổng biên tập Hữu Ước chìa tờ báo đó vào mặt tôi và nói ngọn lỏ: ngu chưa? Tối hôm ấy, tôi về nhà người mệt rũ rượi, lùa được bát cơm xong, tôi lên phòng và ngủ như chó còn say sữa, một giấc ngủ không mê mẩn gì cả. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới thấy các nhà tu hành định nghĩa về cái chết quá là đúng. Chết chỉ là một giấc ngủ dài không nằm mê. Trong khi mũi truy lùng ở phía Bắc thì vất vả vì chuyện xe cộ, thì mũi truy lùng ở phía Nam khổ hơn. Suốt ngày, các trinh sát của phòng cảnh sát hình sự và các trinh sát điều tra của công an Đống Đa tỏa đi các nơi xác minh mối quan hệ của Châu. Công an Nam Định, Hà Nam cũng tung ra hết lực lượng cảnh sát hình sự điều tra của mình vào cuộc. Có thể nói trong vụ án này, không có một chi tiết tình nghi nào về thủ phạm mà lại được bỏ qua. Công an Nam Định và Hà Nam đã lục tung từng khách sạn, nhà nghỉ, quán trọ. Đúng là đi theo những cuộc truy lùng như thế này thì mới thấy được sức chịu đựng của anh em cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra thật là đáng nể. Có những trinh sát phải đi một ngày 2 đến 3 tỉnh trong cái thời tiết nóng như lửa đốt và bằng đủ loại phương tiện. Lúc thì xe tải, lúc thì xe con, lúc thì lại xe ôm. Có những anh 2 ngày không được một hột cơm nào vào bụng mà thực phẩm duy nhất là mì ăn liền nhai sống rồi uống nước cho no. Đại úy Nguyễn Việt Chức, đội trưởng đội đặc nhiệm thì 3 ngày liền không tắm giặt gì cả. Tôi không bao giờ quên được lúc gặp anh. Khi vừa ôm vai anh thì anh liền vội vàng đẩy tôi ra và bảo: ôi anh đứng dịch ra, người tôi chua lắm. Nhưng có một chuyện mà nhiều người sau này bảo rằng tôi bịa đặt. Đó là nhóm trinh sát của Đại úy Hải của phòng cảnh sát hình sự phải đi xác minh mối quan hệ của Châu và một người bà con ở huyện Vĩnh Lạc, Thanh Hóa. Anh em đi bằng xe Jeep cũ của công an Đống Đa và đi vào lúc giữa trưa. Qua khỏi cầu Hàm Rồng thì rẽ đi theo đường D với tốc độ như người đi bộ. Quãng đường chỉ 16 km mà anh em phải đi hết 3 tiếng đồng hồ. Nóng quá, ngồi trên xe mà như ngồi trên chảo rang. Lính tráng đã nghĩ ra một kế rất hay ho. Đó là thỉnh thoảng chỗ nào có nước để nguyên cả quần áo nhảy xuống cho ướt rồi lại lên xe. Khoảng hơn 15 giờ thì anh em tìm được một quán cháo lươn ở ven đường. Bà chủ quán vừa nấu xong nồi cháo thì anh em đến và nói cho ăn ngay. Nhưng cháo thì nóng mà anh em thì đang vội. Thế là anh em đã nghĩ ra một sáng kiến. Quả thật là không có một nhà văn nào có thể tưởng tượng nổi. Đó là lấy đá bỏ vào bát cháo cho nguội để húp cho nhanh. Sáng ngày 22, tôi gọi điện cho Trung tá Nguyễn Đức Bình và được biết là đang chuẩn bị đi truy lùng ở Sơn Tây. Thế là tôi lại chở một nhóm cảnh sát hình sự đi Sơn Tây để phối hợp với cảnh sát giao thông đường thủy. Chúng tôi ra bến Phả Mía và nhìn dòng sông Hồng đang mùa lũ chảy mênh mông, nước quần quận, bỗng giật mình. Nước sông Hồng lớn thế này mà thằng Châu bỏ đường bộ đi đường thủy thì gay. Đồng chí Huy, trưởng phòng cảnh sát giao thông đường thủy cùng với công an Hà Tây, Vĩnh Phú, Phú Thọ đã ngồi chờ anh em cảnh sát hình sự. Ảnh nhận diện tội phạm thì lấy từ bức ảnh tôi chụp mang đi. Bàn bạc xong xuôi, phân công trách nhiệm rõ ràng thì các đơn vị từ Duy Tiên có điện của Đại úy Chức, các mũi trinh sát tập trung hết về Duy Tiên, Hà Nam để chuẩn bị cất vó. Cũng vào thời điểm chiều ngày 22, các trinh sát hình sự do Đại úy Nguyễn Việt Chức chỉ huy cùng công an huyện Duy Tiên đã khoanh được khu vực tên Châu đang ẩn náu. Đó chính là nhà tên Nguyễn Sóc Oánh. Từ Sơn Tây, chúng tôi cắm đầu cắm cổ phóng xe về phía Duy Tiên. Trên đường đi, khi qua nhà của một trinh sát, anh bảo với chúng tôi: anh dừng xe lại cho tôi chạy vào nhà 5 phút thôi. Nể anh, chúng tôi đã dừng xe lại. Anh chạy vào nhà và chỉ đúng không đầy 5 phút sau anh chạy ra. Chúng tôi hỏi: ông về làm cái gì mà vội thế? Lúc này trên xe anh mới nói: ông già tôi mới mất. Tôi vào thắp cho ông nén hương và khấn cho ông phù hộ cho hôm nay mình vồ được tên khốn kiếp này. Tại huyện Duy Tiên, Trung tá Nguyễn Đức Bình cùng với công an huyện Duy Tiên vào nhà tên Oánh. Oánh đi vắng nhưng bên trong giường có một chiếc cặp màu đen. Trinh sát xác định ngay đó là cặp của Châu. 18 giờ, Oánh về và sau khi nghe anh em cảnh sát hình sự đặt yêu cầu thì hắn dở giọng lưu manh và mặc cả là phải cho hắn tiền. Lúc này, vì mục tiêu cao nhất là phải bắt được Châu, cho nên Trung tá Nguyễn Đức Bình và cảnh sát hình sự đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Trung tá Bình rút tiền đưa cho hắn 500.000 đồng. Các anh biết hơn ai hết là nếu như đêm nay không bắt được Châu thì ngày mai lệnh truy nã hắn sẽ được công bố rộng rãi trên khắp tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, và lúc đó thì việc truy lùng hắn sẽ khó khăn hơn gấp bội. Về phần Châu, sau khi chạy từ Vụ Bản về Duy Tiên và vào trưa ngày 20, để tránh sự truy xét của công an, hắn thay đổi xe ôm một cách liên tục để đến nhà Nguyễn Sọc Oánh. Hắn lẳng lặng lấy khăn bọc số vàng tây lại đem ném xuống góc ao, còn số vàng hắn ta giấu trong đống rơm. Ban ngày thì hắn đi đánh bạc với bọn Oánh, còn tối thì mò sang nhà Nguyễn Thị Xuân là một ả gái điếm hạ cấp. Tối ngày 22, sau khi ăn cơm ở nhà Oánh xong, hắn mò sang nhà Xuân, đang chờ chuẩn bị đến lượt thì có hai gã thanh niên trông mặt mũi cũng chẳng lấy ly làm tử tế xông vào đòi chén trước. Thế là hắn nuốt cơn bực đi ra ngoài cánh đồng ngồi chờ. Trong lúc hắn đang ngồi chờ thì lại có mấy thanh niên nữa đi qua. Một người chẳng nói chẳng rằng lừ lừ đến bên hắn và bấm đèn tin vào mặt, rồi anh ta kêu lên: "Đúng nó rồi!" Và ngay lập tức hắn bị quật sấp xuống. Lúc đó là vào khoảng 20 giờ 20 phút, và cũng lúc này thì nhóm chúng tôi từ Duy Tiên cũng đã về đến nơi. Chúng tôi nhìn anh em cảnh sát hình sự Dòng Châu đi qua phòng của một trường học mà thấy kinh hoàng về tên tội phạm này. Mặc dù phạm trọng tội như thế nhưng hắn ta vẫn tỏ ra bình thản như không, chẳng chút ân hận, chẳng chút run sợ. Hắn ký vào bản cung, rồi hắn còn cười cợt khi ký vào niêm phong gói vàng. Hắn còn sửa lại tư thế ngồi cho đàng hoàng khi ngồi trước ống kính máy ảnh của tôi. Hắn bình tĩnh đến mức khó tin. Nhưng đến khi tôi bảo chúng tao vừa ở trên nhà mày Chiêm Hóa về đây, thì hắn thần mặt ra hỏi nhỏ: "Nhà cháu có ai biết không? Còn con cháu nó có biết không?" Hắn lại thở dài: "Cháu chỉ làm khổ vợ khổ con rồi." Lúc đó tôi mới thấy thoáng một chút lương thiện trên cái khuôn mặt lưỡi cày của hắn. Nhưng cũng chỉ mấy phút sau thôi thì hắn lại nói dở dưng như không: "Các cán bộ ạ, tội của cháu đáng bắn. Khi nào thi hành án thì xin các cán bộ cho cháu được thi hành án ở quê." Thế tôi mới hỏi: "Vì sao lại muốn bắn ở quê? Mày muốn để vợ con mày chứng kiến mày bị bắn chết à?" Hắn nói: "Không, cháu muốn được nhìn thấy dòng sông chảy qua nhà cháu một lần nữa." Tại Hà Nội, Thiếu tướng Phạm Truyền và các cán bộ đang trực chỉ huy vui mừng. Thiếu tướng Phạm Truyền gọi điện cho tôi và bảo: "Được, tao không nghĩ mày bám kịp anh em khi bắt thằng Châu. Khá lắm." 3 tháng sau, Châu được đưa ra xét xử và hắn bị tuyên án tử hình. Hắn cũng không làm đơn xin kháng án. Ngày 20 tháng 3 năm 2001, Nguyễn Minh Châu được đưa ra trường bắn. Và suốt từ lúc đội hành quyết dựng hắn dậy và đưa ra trường bắn, hắn tỏ thái độ bình tĩnh hiếm có, chỉ nói rằng tội của cháu đáng chết lắm. Đằng sau bản án là những gì? Thật sự Nguyễn Minh Châu dửng dưng và bình tĩnh đến vậy? Sau ngày hành quyết, vợ con Châu sống ra sao? Đón xem phần cuối Tiệm Vàng Kim Sinh trên Độc Thám TV. Internet Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu, tất cả sẽ có tại Độc Thám TV. Ngày 20 tháng 3 năm 2001, Nguyễn Minh Châu được đưa ra trường bắn. Và suốt từ lúc đội hành quyết dựng hắn dậy và đưa ra trường bắn, hắn tỏ thái độ bình tĩnh hiếm có, chỉ nói rằng tội của cháu đáng chết lắm. Thật sự Nguyễn Minh Châu dửng dưng và bình tĩnh đến vậy? Hắn đi đã đành, nhưng còn những người ở lại? Hãy cùng Độc Thám TV đi vào vụ án này, nhưng theo một cách khác so với thường lệ. Bức thư cuối cùng. Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2000.
em yêu quý, các con thương nhớ. Đêm nay, anh về thăm em cùng với các con qua trang giấy nhỏ và cây bút giữa đêm trường, qua nhiều đêm mất ngủ vì nhớ và thương em và các con nhiều. Em thân yêu, giờ này chắc em cũng thao thức không ngủ được phải không em? Hãy tha lỗi cho anh em nhé. Anh không biết nói gì nhiều trong lúc khổ đau này. Anh chỉ cầu mong sao cho em và các con luôn khỏe mạnh và làm ăn luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Là anh với đến nỗi buồn mà. Đầu thư, anh chúc em và các con luôn bằng an trong Chúa và Đức Mẹ em nhé. Qua em, cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ cùng anh em con cháu trong toàn gia quyến nội ngoại và tất cả anh em bạn bè hàng xóm với nhé. Định ơi, em biết không, trái tim anh hàng ngày như muốn rỉ máu bởi nỗi nhớ em và hai con cùng gia đình. Anh không có thời gian và không có cơ hội để rút kinh nghiệm nữa rồi. Bây giờ, ngày đêm anh chỉ âm thầm cầu nguyện cho mẹ con em và gia quyến luôn được Đức Mẹ và Chúa Trời ban cho sự bằng yên trong cuộc sống, làm ăn gặp may mắn, các con học tập tiến bộ, vươn lên để vượt qua mọi thử thách mà Chúa đã đặt ra để thử lòng mọi người ở thế gian này. Cũng như em và các con, anh luôn nghĩ đây là những ngày Chúa đã sắp đến nên sự khó ngày càng nhiều, em biết không? Em và các con cố gắng vượt qua nhé, đừng oán trách anh em nhé. Anh đã làm cho mẹ con em phải điều đứng khổ sở thế này, anh ân hận lắm. Nhưng tất cả đều đã là quá muộn. Bây giờ anh phải chấp nhận định mệnh đau lòng. Mong sao Chúa mau cho anh về với Chúa, về với tổ tiên để mẹ con em yên tâm mà làm ăn. Chứ cứ kéo dài thế này, anh thấy em và các con cùng với mọi người vất vả vì anh quá rồi. Không biết hàng tháng em có làm được đủ tiền để thăm nuôi anh không? Tất cả là tại nơi anh tất cả, em không có lỗi gì đâu. Em hãy cứ tin là khi ra đi anh mang theo tất cả những suy nghĩ tốt về em. Cho dù thế nào đi nữa thì em vẫn là người chịu mọi thua thiệt và đã hy sinh tất cả cho anh mà. Chỉ có anh mới đáng cho em hơn trách thôi. Chúng mình lấy nhau đã 15 năm. Nếu như tính từ lúc quen và yêu nhau thì cũng đã 20 năm. 20 năm qua, anh được em lúc nào cũng dành cho anh tình cảm và sẵn sàng hy sinh vì anh mà. Em ơi, trước lúc ra đi, anh mong em hiểu rằng suốt thời gian 20 năm qua, mặc dù anh chơi bời trác táng xa đọa là thế, nhưng tình yêu anh đã dành cho em trọn vẹn. Anh nói thật lòng đấy. Lúc nào anh cũng nghĩ tốt cho em, mong em hiểu anh nhiều nhé. Bây giờ với anh tất cả đã là quá khứ, dĩ vãng đã tàn và hư vô. Song điều mong muốn cuối cùng của anh là em và các con luôn mạnh khỏe, thông minh, để vượt qua, mà để sa ngã thì tất nhiên phải trả giá. Hãy tránh xa các sự cám dỗ vật chất và tình cảm tâm thương. Em phải xác định được đâu là người và đâu là quỷ. Một con người nhưng có thể khi nó muốn cám dỗ mình thì chính là lúc nó lại mang suy nghĩ của con quỷ. Anh nói vậy, em hiểu không? Mình phải đánh thức nó để nó sống đúng là con người. Chứ nếu mình nghe theo sự cám dỗ của nó, tức là mình đang bị quỷ ám. Và em biết không, hai con yêu quý của bố, hãy cố gắng đứng vững bằng chính đôi chân của mình. Hãy tha lỗi cho bố và cầu nguyện nhiều cho bố, bởi lúc này bố không cầu nguyện nổi một mình nữa rồi. Đầu óc cứ muốn bung ra, không tập trung nổi nữa. Một lần nữa chúc ba mẹ con luôn mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn, các con học hành tiến bộ cho bố mừng. Cho anh gửi lời thăm hỏi hết mọi người trong gia đình nội ngoại và tất cả bà con hàng xóm và bạn bè gần xa em nhé. Vĩnh biệt em và các con, người chồng đau khổ của em, người cha tội lỗi của các con. Tái bút, nếu tháng sau xuống không gặp anh thì đừng gửi quà nữa nhé. Những người ở lại. Tôi đã tìm về huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang vào một ngày tháng 9. Nhiều năm đã trôi qua, chị Định vẫn ở vậy, ngày ngày bán hàng tạp hóa kiếm sống. Hai đứa con
một gái, một trai giờ đây đã trưởng thành, hiểu được hoàn cảnh của mình và vô cùng thương mẹ. Chị Định bảo: các con tôi phải nỗ lực, cố gắng và bản lĩnh gấp đôi người bình thường mới có thể sống qua được những ngày khốn khó và tốt nghiệp đại học được như vậy. Khơi lại câu chuyện cũ và rất buồn mà lâu nay chị Định muốn chôn chặt và mùn ngăn ký ức là điều gì đó thật bất nhẫn. Nhưng tôi vẫn muốn cùng chị ôn lại những kỷ niệm buồn này như một lời nhắn nhủ tới những kẻ đang cố tình lạc bước vào con đường tội lỗi. Nếu không muốn chứng kiến cảnh người thân của mình khô héo vì mình thì đừng bao giờ gây ra tội ác. Chị Định lần giờ cuốn sổ mà trong đó chị đã kỳ công chép lại tất cả các bức thư chồng gửi bằng một nét chữ rất đẹp. Những lá thư, kỷ vật cuối cùng của người chồng tội lỗi của chị vẫn còn giữ nguyên. Nhưng chị sợ thời gian sẽ làm hỏng những kỷ vật ấy nên đã tỉ mẩn ngồi chép lại. Những ngày tháng sống trong sự soi mói của dư luận, những đàm tiếu của những năm về trước giờ đã trôi qua. Đôi lúc giật mình nghĩ lại, chị Định lại thấy rùng mình. Khi ấy, các con chị còn nhỏ dại và chúng thì chưa thể chia sẻ nỗi đau với người mẹ của mình khi có một người chồng là tử tù. Nhưng hình như những đứa con của tử tù nào cũng có những tố chất rất đặc biệt mà ông trời đã chú ý dành cho chúng như một sự công bằng, chứ không nỡ lấy đi tất cả. Nếu như không xinh đẹp thì tất phải giỏi giang. Các con của tử tù Nguyễn Minh Châu không những xinh đẹp mà còn học giỏi, ngoan ngoãn. Cô chị xinh đẹp giờ đây đã có một công việc ổn định và đã lấy chồng. Còn cậu em trai đã tốt nghiệp đại học, dù là con trai nhưng cũng không nề hà bất cứ việc gì trong nhà, lo toan chăm sóc mẹ rất già dáng đàn ông. Đó là cái niềm an ủi lớn lao và cũng bù đắp của ông trời cho chị Định sau tất cả những bất hạnh mà người chồng tội lỗi đã tặng cho cuộc đời chị. Lẽ ra chị Định đã là một người vợ, người mẹ hạnh phúc nếu như chồng chị không sa đà vào ma túy và trở thành đệ tử của nó. Châu nghiện ma túy từ khi buôn bán vàng cốm ở các bãi vàng. Không chỉ có ma túy, Châu còn nghiện cờ bạc nặng. Đã có nhiều lần chị muốn dùng cái chết của mình để thức tỉnh chồng, nhưng nhìn vào hai đứa con bé bỏng thì chị lại không đành lòng. Và cũng chỉ vì cờ bạc, cần tiền để trả nợ, chồng đã gây ra tội ác tày trời. Internet, Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những quần khúc chưa lời giải, những âm mưu chưa từng hé lộ, những sự thật đang bị che giấu. Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.